cập nhật mới, Roblox cập nhật mới, khuyến mãi tưng bừng, rất nhiều tài khoản VIP giá rẻ, vòng quay may mắn, giải thưởng cao. Link tại mô tả nha anh em. 5 băng hải tặc mà Luffy muốn và không muốn tham gia. Có lẽ anh em cũng biết giấc mơ của Luffy là trở thành vua hải tặc. Và để làm được điều đó thì trước hết cậu phải thành lập nên một băng hải tặc cho riêng mình, thực hiện những chuyến phiêu lưu, khám phá, đánh bại những kẻ khác để đạt được mong muốn. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đang đi đúng hướng khi mà Luffy không chỉ là thuyền trưởng của băng mũ rơm mà cậu đã là tứ hoàng, tiến rất gần đến kho báu One Piece cũng như danh hiệu vua hải tặc cao quý. Thế nhưng có bao giờ anh em nghĩ rằng nếu như Luffy không thành lập băng hải tặc mũ rơm mà sẽ gia nhập một băng hải tặc khác thì đâu là những băng mà Luffy muốn tham gia nhất không? Ngược lại, đâu sẽ là những băng hải tặc mà Luffy chắc chắn sẽ say no và éo muốn tham gia? Hôm nay anh em hãy cùng mình thử tìm hiểu về chủ đề 5 băng hải tặc mà Luffy muốn và không muốn tham gia khi mà không thành lập băng mũ rơm nha. Rồi, bắt đầu ngay thôi nào. Năm băng hải tặc mà Luffy muốn gia nhập. Băng tóc đỏ. Đầu tiên, Luffy chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như mà được gia nhập băng hải tặc tóc đỏ. Và thực tế trong quá khứ, khi mà quen biết được Sanh ở làng Fusa, Luffy từng cố gắng xin xỏ các kiểu với hy vọng tham gia băng hải tặc tóc đỏ. Thậm chí thanh niên còn làm nhiều trò con bò như rạch mặt ăn vạ, bốc phét nắm đấm mạnh hơn cả súng lục để chứng minh bản thân. Nhưng đen một nỗi, Sanh đã không chấp nhận vì Luffy còn quá nhỏ để trở thành hải tặc. Có thể nói băng hải tặc tóc đỏ là hình mẫu của Luffy. Chính họ là những người đã cứu mạng Lù, truyền cảm hứng để cậu muốn trở thành một hải tặc. Vì thế nếu như mà có cơ hội gia nhập, chắc chắn Luffy sẽ không hề do dự. Thời điểm đó khi mà từ chối lời đề nghị của Luffy, Sanh cũng đã từng nói rằng nếu là 10 năm sau, anh sẽ suy nghĩ lại. Do đó, viễn cảnh Luffy gia nhập băng tóc đỏ và trở thành một đội trưởng mạnh mẽ dưới trướng của Sanh là viễn cảnh có thể xảy ra. Tất nhiên, nó chỉ xảy ra khi mà Luffy không cay cú và tuyên bố rằng mình sẽ thành lập một băng tặc riêng với những thành viên còn mạnh hơn cả băng tóc đỏ ở trong tương lai. Ngoài ra, với tính cách của mình, cộng thêm phương châm hoạt động của băng tóc đỏ, Luffy hoàn toàn phù hợp với băng. Đơn giản, họ là những người cùng chí hướng, yêu thích sự tự do, muốn phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, giúp đỡ những kẻ yếu. Và còn đó nữa là những buổi nhậu nhẹt tiệc tùng mà Luffy lại vô cùng yêu thích. Băng Roger. Vua hải tặc Roger và băng của ông là những người đặt nền móng cho hệ tư tưởng hải tặc. Ý mình muốn nói là cách thức hoạt động, mục đích hướng đến và hơn hết là sự tự do khi mà trở thành một hải tặc. Hệ tư tưởng mà Sanh hay Luffy tiếp nối sau này đấy. Do đó nếu Luffy có cơ hội tham gia vào băng Roger, tất nhiên cậu sẽ không từ chối rồi. Ở đây mình bỏ qua phương diện thời gian thực tế mà chỉ đang muốn nói đến giả thuyết Luffy có muốn tham gia băng hải tặc nào đó ở trong One Piece thôi anh em nhá. Để anh em không thắc mắc rằng thời Roger quẩy nát trên thế giới, Luffy thì còn chưa ra đời thì có mà sao gia nhập được, đúng không? Quay trở lại với Luffy và băng Roger, họ đều là những người yêu thích phiêu lưu khám phá. Và nếu Luffy tham gia cùng băng, cậu sẽ được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, thậm chí có khi còn tìm ra được kho báu One Piece chứ. Quan trọng hơn là Luffy rất giống với vua hải tặc ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là khao khát tự do hay là muốn giúp đỡ những người khác. Do đó Luffy và cả Sanh nữa sẽ là những hậu bối đáng tin cậy, tiếp nối tư tưởng của thuyền trưởng Roger. Cơ mà nếu như Luffy gia nhập băng Roger thì lại hơi căng anh em ạ. Còn căng như thế nào thì anh em hãy tưởng tượng rằng cảnh Gáp đánh đuổi Roger, giờ đây có cả thằng cháu của ông ở trên tàu địch thủ, nghĩ thôi đã thấy thú vị được không nào. Luffy có mà chạy té khói. Băng hải tặc trái tim. Giữa Luffy và băng hải tặc trái tim có một mối quan hệ rất đặc biệt. Kể từ lúc tiến vào tân thế giới, lo cùng với băng của mình gần như gắn liền với băng mũ rơm. Họ cùng nhau chiến đấu lật đổ Doflamingo, tiếp đó là liên minh hạ bệ tứ hoàng Kaido. Chưa kể băng trái tim còn cứu Luffy ở trận chiến thượng đỉnh Marineford. Do đó gần như Luffy đã xem Law như một người bạn, người đồng đội đối với mình. Từ đây nếu như mà muốn gia nhập một băng tặc nào đó khác, Luffy chắc chắn sẽ muốn tham gia cùng Law. Không dừng lại ở tình bạn giữa họ, băng trái tim cơ bản là một băng tặc tốt.
thành viên của họ thì cũng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Điều này được thể hiện nhiều lần và mới đây nhất là trong trận chiến với Râu Đen. Mối quan hệ gắn kết đó là thứ mà Luffy luôn hướng đến và trong chính băng ngũ rơm thì cũng tồn tại thứ tình cảm tương tự như vậy. Vậy nên cũng không quá khó hiểu nếu Luffy thích Law và băng hải tặc của anh. Chỉ có điều trong viễn cảnh Luffy là thành viên của băng hải tặc trái tim chắc chắn sẽ có khá nhiều phiền phức đối với anh bạn thuyền trưởng Law. Bởi anh biết đấy, Luffy là một thanh niên bốc đồng, thường xuyên múa lửa xiết khỉ và cũng không làm đúng theo kế hoạch, trong khi Law là hải tặc nghiêng về tư duy, chiến lược rõ ràng. Từ đây hai thanh niên này trái ngược sẽ tạo ra nhiều điều hay ho, khó đỡ đấy anh em ạ. Băng hải tặc mặt trời. Khi mình đưa ra cái tên này thì có lẽ nhiều anh em sẽ hiểu vì sao Luffy phù hợp và cậu sẽ gia nhập nếu như mà có thể nhá. Băng hải tặc mặt trời được thành lập và lãnh đạo bởi người cá huyền thoại Fister Tiger. Ông là người cá và cũng từng là một nô lệ. Do đó khi mà thoát được, Fister Tiger đã thề rằng sẽ giải thoát cho tất cả các nô lệ bị bọn quý tộc ngược đãi. Hầu hết các thành viên của băng đều là người cá, nhưng điều này cũng không mấy quan trọng bởi Luffy cũng chưa từng khinh thường bất kỳ một chủng tộc nào. Cậu luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả. Đó là lý do mà Jinbei trở thành bạn và gia nhập băng ngũ rơm. Bản thân Fister Tiger cũng không tin tưởng, hay đúng hơn là phần nào đó căm ghét con người. Điều này được thể hiện rõ nét khi mà ông từ chối truyền máu từ con người và chấp nhận cái chết. Nhưng nếu đó là Luffy thì mọi thứ sẽ khác nha. Bởi cậu mang trong mình tư tưởng khác biệt và có thể nói Luffy cũng muốn hướng đến cái điều mà Fister Tiger hằng mong muốn, đó là sự tự do, bình đẳng cho tất cả mọi người. Nếu có thêm Luffy, hành trình của băng hải tặc mặt trời sẽ tiếp tục và có thể họ là những người đưa thế giới đến với ánh bình minh. Đơn giản, Luffy là người thay đổi tất cả và khi tìm được người chung chí hướng, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Băng hải tặc Cúc. Đây là cái trường hợp khá đặc biệt bởi hiện tại băng Cúc đã chuyển hướng hoạt động rồi. Thay vì làm ăn cướp ở trong quá khứ, Zep cùng với các thành viên chuyển sang kinh doanh, thành lập một nhà hàng trên biển. Từng là một hải tặc khét tiếng với biệt danh Huyết Cước, tuy nhiên Zep thì cũng cho thấy bản thân là một người tốt khi mà bất chấp tính mạng cứu sống Sanji. Ông cũng nhường lại toàn bộ thức ăn cho anh ba thời điểm kẹt ở lại trên đảo hoang. Giấc mơ của Zep là tìm được All Blue, vùng biển tập hợp của tất cả mọi loại cá. Do đó khi mà chứng kiến Sanji có cùng giấc mơ với mình, Zep đã đánh đổi tất cả để cứu sống cậu. Cơ bản, Zep và băng của ông là đại diện cho tinh thần của những người đầu bếp. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của thức ăn, đặc biệt là trên biển. Từ đây, dù là kẻ thù hay bất kỳ một người nào không quen biết, chỉ cần đói, họ sẽ được cung cấp thức ăn. Bản thân Luffy sau quãng thời gian làm cu li cho Zep cũng phần nào hiểu được ông già này. Lu biết rằng họ là những người tốt và là một phần không thể thiếu cho cuộc sống hay những chuyến phiêu lưu trên biển. Nếu có cơ hội, Luffy sẽ tham gia cùng Zep. Như mình đã nói, đây là một băng tốt và Luffy đã thích điều đó. Quan trọng hơn, Luffy là một thần ăn chính hiệu, thế nên được tham gia vào một băng có vô số đầu bếp giỏi thế kia, có khi cô Lu cũng không cần phải suy nghĩ luôn. Cơ mà chỉ sợ thằng này nó ăn sập tiệm nhà người ta thôi anh em ạ. Năm băng hải tặc mà Luffy không muốn tham gia. Thực tế thì có rất nhiều cái tên ở trong giới cướp biển mà Luffy sẽ chẳng muốn gia nhập, thậm chí cậu còn căm ghét chúng hơn bất cứ một cái điều gì. Đơn giản bọn này là những kẻ xấu, chúng làm nên những việc đúng với bản chất của hai từ cướp biển. Và một hải tặc tốt bụng như Luffy thì ghê tởm, hay nói đúng hơn là muốn đấm vào cái mặt bọn này nhiều hơn là tham gia cùng. Mình sẽ điểm qua năm băng hải tặc tiêu biểu mà Luffy chắc chắn sẽ say no nếu mà nói về việc gia nhập nha. Băng hải tặc Elong. Đầu tiên là băng Elong. Vốn dĩ là một thành viên của băng hải tặc mặt trời, tuy nhiên sau khi mà chứng kiến cái chết của Fister Tiger, với lòng căm hận dành cho loài người, Elong đã tách ra thành lập băng hải tặc riêng. Từ đó thì hắn gieo rắc biết bao nhiêu tội ác cho người khác. Điển hình nhất là việc làm của Elong với Nami. Hắn là kẻ đã giết Belmir, người đã nuôi nấng Nami, sử dụng làm Kokoyashi để uy hiếp Nami, biến cô thành con tốt cướp bóc tiền tài của cải về cho hắn, và tất nhiên lời hứa giải thoát cho ngôi làng là hoàn toàn giả dối. Nami sẽ mãi phải chịu sự áp bức của Elong bởi tài năng vẽ bản đồ của cô thì quá tuyệt vời. Nhiều đó thôi thì cũng đủ thấy tên này cực kỳ mất dạy rồi, và Luffy gặp được thì có mà chỉ đấm cho mấy nhát chứ đừng nói đến việc là yêu thích hay là gia nhập nhá.
Và thực tế chính Luffy đã đánh bại Elon, giải thoát Nami, đưa cô đến với bảng tặc mới, nơi mà có tình bạn, tình đồng đội là thứ mà tình cảm chân thật, chứ không phải là áp bức bóc lột như cách mà Elon đã từng làm nhé. Băng hải tặc Don Quixote, nếu như Elon áp bức chèn ép một ngôi làng thì Doflamingo làm điều đó với cả vương quốc Dressrosa. Hắn đứng sau giật dây, dựng nên vở kịch hoàn hảo đánh lừa tất cả. Từ đây thì gây nên nỗi bất hạnh cho cả hoàng tộc và người dân Dressrosa. Đó thì còn chưa kể đến tộc người Tí Hon bị băng hải tặc này sử dụng như công cụ lao động. Và không dừng lại ở đó, rất nhiều người đã bị băng Don Quixote biến thành đồ chơi, khiến họ bị quên lãng như chưa từng tồn tại, một nỗi đau khó có thể diễn tả được. Và từ đây dễ dàng nhận ra rằng Luffy cũng không thể nào chấp nhận được điều đó. Nó thì cũng chính là nguyên nhân Lù cùng Lo hợp tác đấm cho Luffy không trượt phát nào. Sự tự do luôn là điều mà Luffy hướng đến, không chỉ tự do cho cậu mà còn cho cả những người khác nữa. Nên Dressrosa được Luffy giải cứu khỏi Doflamingo như một lẽ đương nhiên. Băng hải tặc Bách Thú, tương tự như những gì mà Doflamingo làm với Dressrosa, thậm chí còn tồi tệ hơn là những gì mà Kaido đã làm với Wano Quốc. Từng là một quốc gia thịnh vượng, nhưng mà với sự xuất hiện của Kaido, Wano dần biến thành một vùng đất chết, công xưởng, nhà tù mọc lên khắp nơi, người dân bị đàn áp đến cùng cực, quân đội được tăng cường biến nơi đây thành lãnh địa chết chóc của Kaido. Chuyện xuất hiện người chết đói hay chết vì lao động khổ sai đã trở nên quá bình thường với sự cai trị của Kaido rồi. Thậm chí khi mà Luffy đến đây để đãi cho cậu được một bữa no thì cũng là điều khó khăn với người dân. Sau tất cả, Kaido đã gây nên điều đó và Luffy cũng không thể nào chấp nhận được. Trận chiến lật đổ Kaido của Luffy diễn ra như một lẽ đương nhiên vậy. Luffy từng nói rằng cậu muốn mọi người đều vui vẻ, đều sẽ được ăn ngon mặc ấm, do đó sẽ chẳng có khả năng nào Luffy gia nhập băng bách thú cả. Có thể Kaido đã làm mọi cách đánh bại Luffy nhiều lần, hòng bẻ gãy ý chí, khiến Luffy phục vụ cho hắn, nhưng mà tất nhiên rồi, Kaido sẽ không bao giờ khiến Luffy quy phục nhá. Để rồi khi Luffy đánh bại Kaido, lời hứa của cậu với Wano Quốc đã dần trở thành sự thật. Băng hải tặc Croc và băng Zoden. Vì bản chất của hai băng hải tặc này khá giống nhau, thuyền trưởng của họ thì cũng có mục tiêu tương tự nên là mình sẽ gộp chung lại một phần nhé. Đơn giản, phong cách hoạt động của băng Croc hay Zoden đều không phải là thứ mà Luffy mong muốn. Chúng là tập hợp của những kẻ man dợ, độc ác, làm hải tặc chỉ vì khát khao đâm chém, của cải và danh vọng. Thậm chí băng Croc đã từng nổi tiếng chém giết dã man bất kể bạn thù, và băng Zoden thì cũng gần tương tự như vậy. Nên dễ hiểu khi mà chúng là kẻ Luffy cần phải đánh bại chứ không phải là đồng hành cùng. Có thể nói băng Croc và Zoden với băng mũ rơm của Luffy là thiên địch của nhau. Thuyền trưởng của họ mang hai hệ tư tưởng trái ngược, mà đã là trái rồi thì có mà chỉ triệt tiêu lẫn nhau chứ không thể đồng hành được, đúng không anh em? Khi xưa thì Gap đã hợp tác cùng với Roger xóa sổ toàn bộ băng tặc Croc, và nếu như ở trong tương lai gần ấy, Luffy xóa sổ băng tặc Zoden gần như sẽ là một điều mà có thể diễn ra nhá. Mà kèo này thì cũng căng đấy anh em ạ, nên là khả năng cao băng mũ rơm và Luffy sẽ được hỗ trợ bởi một lực lượng nào đó ở trong trận chiến với Zoden. Theo anh em thì đâu sẽ là lực lượng hợp tác chiến đấu cùng với Luffy ở trong trận chiến này? Comment phía dưới cho mình biết nhé. Ok, và trên đây sẽ là 5 băng hải tặc mà Luffy muốn và không muốn tham gia. Tất nhiên đó thì chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi, hy vọng anh em sẽ thích điều đó nhé. Nhớ để lại một like, đăng ký kênh ủng hộ thuyền trưởng Sóng Gió nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục góc comment. Bình luận đầu tiên của bạn Lò Văn Phiêu: Akainu phải gọi Sengoku bằng bố nuôi, không nhờ ông cản Gap thì toang. Đúng luôn, pha đấy bố nuôi Sengoku không cản thì cả Akainu đã hóa thành cầy tơ 7 món luôn rồi. Bạn Vinh Nguyễn thì hỏi là: anh nghĩ Zoro mạnh thứ mấy ở trong One Piece? Cái này thì cũng khó nói lắm, nhưng mà xét về sức mạnh kiếm thuật thì Zoro tự tin là lọt top 5 anh em ạ. Cuối cùng là bạn Lù nhà ta: hello anh, gần 1 năm mới xem lại, cho em hỏi sao giờ Lù vẫn chưa thức tỉnh trái ác quỷ vậy anh? Luffy thì thức tỉnh trái quỷ thần đi cao rồi nha. Bạn có thể theo dõi manga để tìm hiểu thêm, tiện thể xem luôn cách Lù nhà ta bán hành cho thầy Kraido với Gear 5 nhá.